Tiếp tục chuyến công tác tại Cần Thơ, vào chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã ấn nút chính thức phát sóng kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ VTV Cần Thơ. VTV Cần Thơ sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa chính phủ với chính quyền và người dân 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, khai thác những đề tài gần gũi, kênh truyền hình quốc gia góp phần phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những vấn đề thời sự, đáp ứng nhu cầu giải trí, thể thao, mang đậm bản sắc văn hóa miền sông nước.